Máy may Lan Hương hướng dẫn sử dụng máy Yukimishin 7000. Đầu tiên chú ý là máy bên mình là máy nhật điện 110, thế nên là dây cắm từ máy mình cắm vào cục đổi nguồn này ạ. Đây là công tắc, có hai nấc, một nấc nguồn, nấc tiếp theo bật đèn, nếu mà không thích dùng đèn thì mình để như thế này. Rồi đầu tiên mình sẽ hướng dẫn đánh suốt. Cắm suốt chỉ vào cọc suốt. Đi chỉ đánh suốt thì chỉ cần mình vắt chéo qua cái ốc này. Vắt chéo qua cái ốc này. Như thế này. Cuốn quanh suốt theo chiều kim đồng hồ khoảng tầm 4-5 vòng gì đấy. Sau đấy mình gạt qua bên phải và ấn nút bật tắt. Đây, bật tắt rồi. Xung quanh đây tốc độ nhanh chậm, qua phải là nhanh nhất, như này là nhanh nhất. Khi nào suốt đầy nó sẽ chạm vào cái nhựa này thì máy nó sẽ dừng lại, thì mình ấn nút dừng. Gạt qua bên trái lấy suốt chỉ ra. Đi chỉ trên để may thì đây là nâng hạ chân mình, vịt mình phải để cho chân vịt nâng để các cái khe kẹp chỉ nó mở ra. Chú ý cái quan trọng đây là cái khe kẹp chỉ, mình cầm hai bên sợi chỉ ấn xuống kêu cái tách nhẹ thôi. Đấy. Nó phải xuống bên dưới cái kẹp chỉ đấy thì mình mới may được. Đấy, mình đi theo cái đường này, đây đi theo đây, đây đi xuống đến đây, mình vắt qua trái đi lên cái mỏ giật chỉ như này. Trường hợp nó đang chìm sâu thì mình cứ xoay, xoay xoay bánh đà nó lên cao, mình móc từ phải qua trái. Đi thẳng xuống, móc vào cái móc này. Móc vào móc ở chân kim, đây móc đây nữa. Để dùng hỗ trợ xỏ chỉ thì mình phải xoay bánh đà để kim lên cao. Ấn cái cần này xuống hết cỡ, ấn như này. Cứ ấn hết cỡ. Nó sẽ có một cái lẫy rất bé xuyên qua lỗ kim. Mình vắt sợi chỉ ngang qua, móc sợi chỉ ở phía trước kim và móc xuống bên dưới cái lẫy đấy, chách tay phải lên và thả cái cần này ra, nó kéo chỉ qua kim. Mình cầm rút chỉ sang. Với chỉ bên dưới mình mở hộp đồ này về phía trước. Kéo ra. Mình cầm cái này mình kéo nó ra. Trước cái quả đào bên dưới sợi chỉ, tay phải cầm suốt sợi chỉ ở phía bên trên như thế này, đặt vào đây cái rãnh, mình đặt vào, kéo sợi chỉ đi vào cái rãnh này, đi theo cái đường này đi xuống cái lỗ dưới này. Đây, xuống như này, mình cầm mình kéo mà suốt quay ngược chiều kim đồng hồ là đúng, còn cùng chiều ngược thì mình phải lắp lại. Khi lắp vào thì để ý cái tai này nó tương ứng với cái khuyết ở đây. Đây có cái khuyết. Mình cầm như này mình ấn vào. Mình xoay cho nó khớp với cái khuyết, mình ấn kêu cái tách. Phải kêu tách mới được, không kêu tách may nó sẽ bị rối ngay. Lấy chỉ dưới tay trái cầm chỉ trên tay phải, xoay bánh đà về phía lòng mình cho kim đi xuống. Để khi kim đi lên mình cầm chỉ trên mình kéo kéo kéo, chỉ dưới đã lên ở đây mình rút chỉ dưới lên phía trên. Cho hai sợi chỉ xuống dưới ra sau chân vịt, đẩy nắp này vào. Thay chân vịt thì đằng sau chân vịt có một cái nút đen, mình ấn vào chân vịt nó rơi xuống. Chân vịt nào có một cái chốt ngang, đây, chốt ngang. Nó sẽ được ngập vào bên dưới cái mỏ này, đây là chân vịt giả bắt sổ. Mình lắp chân vịt vào, hạ cần nâng hạ chân vịt xuống, nó ngập vào cái chốt ngang là được. Mình quay đừng để mình ché tay em ché nhé. Mình nâng chân vịt lên.
Ví dụ mình bắt cái mép này của vải, cho vải vào, hạ chân vịt xuống, làm sao cái mép vải mình chạy nó vừa chạm vào cái ngạnh đen này của chân vịt. Mình chọn đường vắt sổ đường này. Với vải dày mà muốn vắt đẹp thì mình có thể dùng đường này, còn bình thường mình dùng đường này nó sẽ nhanh hơn. Mình cứ căn làm sao cho cả mép vải nó vừa chạm vào cái ngạnh đen bên này thì vắt sổ nó sẽ đều. Cắt chỉ, nâng chân vịt lên. Đây, cái đường vắt sổ nó ôm vào mép vải, vải không bung ra được. Còn ví dụ bây giờ mình thử vắt theo kiểu cái đường chặn chân, cái đường chặn chân vắt nó sẽ lâu hơn. Cái đường này thì áp dụng cho vải dày thôi, còn cái vải mỏng vắt đường này không đẹp đâu. Đường này là dày vắt thì nhìn rất là đẹp, vải như vải mình may quần các kiểu vắt là mới đẹp. Mình vắt đường này nhìn đi như đường máy vắt sổ luôn. Nó có cái đường chặn ở dưới chân này nữa. Mình thay chân vịt chạy thử đường thẳng zig zag. Đường thẳng mình có thể điều chỉnh mau thưa ở đây. 4 là mức thưa nhất. Đầu mỗi đường may và cuối đường may mình nên lại khoảng tầm 2 đến 3 mũi để cho mũi may nó chắc chắn, mình mặc về lâu dài nó sẽ lâu được hơn. Mình may đường zig zag, mình chọn đường zig zag, các đường zig zag. Đây là đường trang trí này. Đây zig zag chập 3. Đây là đường thẳng chập 3. Cái đường này để may quần bò. Đường này để trang trí. Chức năng thổ khuy mình ấn đằng sau. Chân vịt rơi mình thay chân thổ khuy. Cái chân thổ khuy khoảng cách từ đây đến đây chính là độ dài của khuy, mình thích dài mình kéo như này.
áp chân vịt vào, hạ cho nó ngập vào cái chốt ngang, kéo cần thua quy làm sao cho nó nằm ở phía trước cái này, như này, kéo hẳn xuống hết cỡ. Thua nhỉ, cho vải vào, hạ chân vịt xuống. Ở đây nó có hai loại quy, quy này bờ hẹp, quy này bờ rộng hơn. Mình chọn cái này lên 0.6 nhìn nó đẹp hơn. Mình ấn nút chạy, khi nào chạy xong quy thì máy sẽ tự dừng. Mình thua thử cái quy kia nữa. Cắt các cái chỉ thừa này đi, nhìn cho nó đẹp. Mặt trên mặt dưới kim, tay trái mình cầm kim, tay phải mình vặn cái ốc này cho nó lỏng ra, kéo kim xuống. Kim có một mặt dẹt, một mặt tròn. Đây, khi lắp vào thì mình lắp mặt dẹt quay ra phía sau, mặt dẹt ở phía sau này, đẩy kịch lên, vặn chặt ốc vào. Nếu mà lắp ngược là may nó sẽ bị bỏ mũi ngay.